Em chào tất cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng đang có trong buổi tọa đàm ngày hôm nay ạ. Rồi, Thì Lê Bình giới thiệu em câu chuyện của em. vâng, em cũng xin phép được xưng tên để cho mình tiện nói chuyện ạ. Thì là em cũng xin tự giới thiệu là Bình sinh năm 1987 và Bình đến từ Bắc Giang. Và hôm nay thì trong cái buổi tọa đàm hôm nay thì Bình cũng muốn chia sẻ về cái câu chuyện của bố chồng Bình, là bố là bị gút, bố bị gút là 20 năm. Và cơ duyên Bình biết đến với Oli và biết đến cái sản phẩm wellness của Oliflame, và Bình đã cho bố trải nghiệm. Và sau hơn một năm mình cho bố dùng combo bách đấy nha, nhà mình nhá, chỉ dùng mỗi bách nam thôi. Và đến tại thời điểm bây giờ thì là bố đã hoàn toàn khỏi được cái vấn đề bệnh gút của bố rồi nha, nhà mình nhá. Wow, tuyệt quá vậy. Tức là mình bị gút 9 năm mà mình dùng cái sản phẩm Wellness Pack thôi. Dùng 1 năm hả Bình? Dùng đúng 1 năm. Chị ơi, em muốn chia sẻ thế này ạ. Bố em dùng được cụ thể là như thế này. Khi mà bố em dùng hộp đầu tiên là chưa có biểu hiện gì đâu nha, nhà mình nhá. Bắt đầu sang hộp thứ hai là bố đau hơn, và đau đến mức độ là không làm gì được nhá, và phải nằm một chỗ đấy. Sau rồi đến mức độ là phải đưa đi bệnh viện Bạch Mai ngoài Hà Nội để kiểm tra và tiến hành hút dịch ở các cái khớp đấy. Sau đấy rồi cũng có ngưng không dùng Gelnet của mình đâu có nửa tháng ấy, là chỉ dùng thuốc bệnh viện bác sĩ kê, thuốc của bác sĩ kê thôi đấy. Thế là xong, sau hết cái thuốc đấy là bố đã quyết định là bố dùng Gelnet đều, và sau 8 tháng đồng nghĩa với là 8 hộp đấy. Hơn 8 hộp tí 9 hộp, là cái vấn đề của bố là bố đã không phải sử dụng thuốc tây rồi, nhà mình ạ. À, tuyệt quá. Tức là ngày trước là lúc mà bố bị gút là bố uống thuốc tây. Uống thuốc tây hàng ngày hay uống sao vậy Lê Bình? Dạ vâng, em cũng xin chia sẻ thêm với nhà mình như này ạ. Thì là thời điểm trước mà bố em chưa biết đến Wellness ấy, thì là cứ một tháng bố em sẽ phải dùng là 5 ngày thuốc tây, 5 ngày thuốc tây. Và bác sĩ kê đơn thì bác sĩ cũng nói luôn là thực ra thì sử dụng thuốc tây như này thì nó rất là hại. Chính bác sĩ cũng bảo với lại bố mình như vậy. Thế nhưng mà vì đau mà mới lại phải uống vào thì mới chịu được, bởi vì là cái bệnh gút nó có cái đặc thù của bệnh gút là khi đau là mình sẽ không đi được. Một là ngồi một chỗ, hai là phải đi chống gậy đấy. Nó rất là đau, rất là nhanh. Thế nhưng mà khi mà mình sử dụng thuốc tây vào cái nó rất là giảm rất là nhanh, có nghĩa là sau có nửa tiếng thôi là lại đi lại như bình thường, như một người bình thường. Đấy. Chính bởi vì như thế mà bác sĩ cũng đã có khuyến cáo là sử dụng cái thuốc tây tây này mà lạm dụng nhiều ấy thì sẽ cái biến chứng nặng nhất sẽ dẫn đến cái tình trạng là mờ mắt, và dần dần là mình sẽ nhìn mọi thứ nó sẽ khó nhìn đấy, nhà mình ạ. Ok, cho chị hỏi kỹ lại chỗ này chút xíu. Tức là bố bị đau, bị gút 9 năm, nhưng mà cái tình trạng của bố lúc mà bố bị đau á, thì lúc đó những cái hoạt động bình thường của bố đi đứng, con bố có gặp vấn đề gì không? Dạ em cũng xin chia sẻ thêm, có nghĩa là nhá, bình thường thì mà khi bố em không đau ấy thì là mình làm việc thì chỉ làm những việc nhẹ nhàng thôi, ví dụ mình mà có làm nặng hoặc là mình đi lại nhiều là nó sẽ đau đấy, bố sẽ đau, bởi vì là bố em là nó bị sang hai chân rồi, nó bị hai mắt cá chân rồi, và nó đến khớp các cái mắt cá tay rồi, khớp khuỷu tay rồi, đến cả khuỷu tay nữa rồi đấy, hầu như là bố em chạy hết các khớp rồi, bố em bị nặng rồi mà Ok, đi lại tuyệt quá khó khăn. Vâng. ha. Tức là bố bố bị khớp tay khớp chân nó rất là nặng luôn. Thì khi mà em cho bố dùng á thì bao bao nhiêu hộp thì bố cảm thấy đau nhất hơn rồi mới ngưng? À, bố em dùng sang hộp thứ hai, dùng Hộp hết thứ hộp thứ hai. nhất. Vâng, dùng hết hộp thứ hai là bắt đầu đau ạ. Hộp thứ nhất thì chỉ là bố Ok. chỉ thấy cảm nhận là ngủ ngon hơn thôi. Vâng ạ. Các nhà phân phối hoặc là khách hàng chú ý tức là ở đây thì khi bố của bạn Lê Bình bị vì vấn đề gút thì dùng hộp đầu tiên thì cảm thấy ngủ ngon hơn, nhưng mà sang hộp thứ hai thì thấy cơ thể đau nhức nhiều hơn, tức là đau nhức đến nỗi là phải đi bệnh viện luôn đó. Thì ở đây chúng ta là cơ thể nó đang cải thiện, nó đang hấp thu và đang phục hồi cải thiện đó. Nhưng các nhà phân phối hoặc là các khách hàng mà chúng ta sử dụng mà có đau nhức hơn chúng ta cứ yên tâm sử dụng tiếp ạ. Thì bố bạn Lê Bình cũng có ngưng nửa tháng, sau đó thì uống lại, và uống lại sau 8 tháng thì đã khỏi hoàn toàn luôn. Tức là hiện tại là bố em tình trạng là bố em như thế nào em kể lại cho mọi người nghe luôn, sau 8 tháng thì hiện tại là sức khỏe bố như thế nào? À, em rất là biết ơn cái sản phẩm của công ty mình luôn, nhà mình ạ. Bởi vì là từ tháng thứ tư trở đi là bố em đã không phải sử dụng thuốc tây rồi, và bắt đầu từ tháng thứ năm và đến tại thời điểm bây giờ là gần 2 năm, là em bắt đầu làm Oli là tháng tư của năm 2010 ấy đấy ạ.
Đấy, thì từ lúc đấy là em biết đến sản phẩm, em đã quan tâm đến sản phẩm Wellness luôn rồi, và em đã cho bố trải nghiệm luôn từ cái thời đấy rồi, và đến đến bây giờ nhé, em cũng chia sẻ luôn với nhà mình là bắt đầu từ tháng này, có nghĩa là từ tháng này ấy, là bố bảo là để cho bố không dùng, để xem cái mức độ của bố nó có đau không. Thế nhưng mà rất là tuyệt vời nhà mình ạ, bố em không hề đau lại nhé, có nghĩa là khỏi hoàn toàn rồi đấy. Tuyệt quá. Chúc mừng Lê Bình nha. À, câu chuyện Dạ rất là vâng ạ, tuyệt em vời cảm luôn. ơn chị ạ. Vâng.